Sự trùng hợp thú vị giữa Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải. Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải đều có phim hot trong năm 2024. Cả hai cũng tái hợp trong sâu mới sau 5 năm, năm bật lên từ Diên Hy Công Lược. Mới đây, Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải tái hợp trong chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất. Từng là bạn diễn ăn ý những năm mới vào nghề, cả hai khiến người hâm mộ thổn thức khi lần nữa đứng cạnh nhau. Gần đây, hai diễn viên đều đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả nếu ngô cẩn ngôn có màn tái xuất hoành tráng với mặc vũ vân gian thì hứa khải lại gây bão với em đẹp hơn cả ánh sao cùng nhìn lại chặng đường sự nghiệp của hai diễn viên công chúng chỉ ra nhiều sự trùng hợp bất ngờ ở hai người khó khăn khi vượt qua cái bóng của tác phẩm cũ hứa khải và ngô cẩn ngôn lần đầu hợp tác trong bộ phim nổi tiếng diên hy công lược nhân vật ngụy anh lạc và phó hằng có tình cảm với nhau nhưng cả hai không có cái kết đẹp sự thành công của diên hy công lược giúp cả hai vụt sáng bộ đôi được khán giả đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ phim truyền hình tuy nhiên sự thành công bất ngờ khiến hai diễn viên chưa chuẩn bị tốt để vững bước trên con đường sự nghiệp những tác phẩm tiếp theo của hứa khải và ngô cẩn ngôn không tạo được nhiều tiếng vang Thời điểm đó, Hứa Khải ngập lặn trong các dòng phim mì ăn liền, khiến danh tiếng của anh trượt dốc trong lòng khán giả. Về phía Ngô Cẩn Ngôn, diễn xuất của cô bị công chúng nghi ngờ. Có một thời gian, nữ diễn viên phải dừng việc đóng phim để tập trung cải thiện kỹ năng diễn xuất cũng như tìm lại tình yêu với phim ảnh. Năm 2024 được xem là năm đột phá của Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải phim mới của hai diễn viên được công chúng đón nhận tích cực, khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Cụ thể, sau hai năm vóng bóng, Ngô Cẩn Ngôn trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm Mặc Vũ Vân Gian Đóng cùng Vương Tinh Việt. Bộ phim tạo nên cơn sốt truyền hình trong tháng 6, phá nhiều kỷ lục của nền tảng phát sóng. Về phần nữ diễn viên, cô được khán giả đánh giá cao từ diễn xuất đến nhan sắc. Còn hứa khải anh có đến hai tác phẩm có thành tích tốt trong năm nay. Nếu đầu năm, bộ phim Thừa Hoan Ký giúp anh được khán giả công nhận về diễn xuất thì đến với em đẹp hơn cả ánh sao. Nam diễn viên khiến người xem mê mẩn khi khắc họa chân thực hình tượng, trang tổng tài điển trai, thâm tình. Khoảnh khắc ngô cẩn ngôn và hứa khải tái hợp trong chương trình trốn thoát khỏi mật thất khiến người hâm mộ bồi ngùi. Hai diễn viên đã có con đường sự nghiệp vô cùng thăng trầm. Đến nay, sau nhiều nỗ lực, họ đều có tác phẩm được khán giả công nhận. Bản tin 02, lợi thế của Hứa Khải ở hai dòng phim cổ trang và hiện đại, sau thành công của phim Em đẹp hơn cả ánh sao, diễn xuất của Hứa Khải được khán giả công nhận. Truyền thông xứ Trung nhận xét sự nghiệp diễn xuất của Hứa Khải có nhiều bước đột phá trong năm 2024. Sau khi loay hoay với các dự án phim cổ trang không mang lại hiệu ứng như mong đợi, Hứa Khải trở về đúng thế mạnh của mình với dòng phim hiện đại, ngôn tình. Theo đó, hai tác phẩm mà Hứa Khải đóng chính lên sóng trong năm nay đều thu về kết quả khả quan. Bộ phim Thừa Hoan ký của anh và Dương Tử đóng chính trở thành phim đô thị có rating cao nhất nửa đầu năm 2024, gặt hái nhiều danh tiếng tốt cho hai diễn viên chính phim em đẹp hơn cả ánh sao của hứa khải kết thúc viên mãn, phim em đẹp hơn cả ánh sao của hứa khải kết thúc viên mãn, sau đó, hứa khải với vai tổng tài Hàn Đình trong em đẹp hơn cả ánh sao tạo nên cơn sốt màn ảnh, vào tháng 7 này. Phim không chỉ thu về mức rating cao ngất ngưỡng, đứng top một phim có rating cao của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc, mà danh tiếng của Nam, diễn viên cũng tăng vượt bậc anh được khán giả đánh giá cao từ nhan sắc, diễn xuất đến giọng thoại. Tờ Sina dành những lời khen cho nam diễn viên, hứa khải chịu khó thử sức với nhiều dạng nhân vật, những bối cảnh phim đa dạng từ kiếm hiệp, cổ trang đến đô thị hiện đại. Sau một thời gian dài ngập lặn thì giờ đây, hứa khải đang dần tìm ra con đường phù hợp với bản thân. Ngoại hình bắt mắt, chiều cao vượt trội cùng giọng thoại tốt, diễn xuất tiến bộ qua từng tác phẩm hứa khải phù hợp khi đi theo con đường diễn viên thực lực không cần phải tuyên truyền quá nhiều phim của anh thầm lặng gặt hái thành tích tốt ngoài ra hứa khải là diễn viên có thể thành công ở cả dòng phim cổ trang và hiện đại đều để lại những vai diễn kinh điển như phó hằng diên hy công lược hàn đình em đẹp hơn cả ánh sao Điều này sẽ giúp anh mở ra nhiều cơ hội mới, tiếp cận nhiều thể loại phim ảnh hơn khi so với các đồng nghiệp chỉ có thể chuyên tâm ở một dòng phim nhất định, nhất là khi dòng phim hiện đại hoa ngữ kén người xem, khó hot hơn cổ trang rất nhiều. Bản tin 03, em đẹp hơn cả ánh sao, hứa khải gây bão chỉ với một hành động, hứa khải lại gây sốt mạng xã hội với phong cách bắt áo vest bằng một tay trong em đẹp hơn cả ánh sao trong những phim ngôn tình hoa ngữ lên sóng tháng 7, em đẹp hơn cả ánh sao đang từng bước chinh phục khán giả không chỉ đạt thứ hạng tốt trên các bảng xếp hạng phim mới của hứa khải và đàm tùng vận bất ngờ tạo chen trên mạng xã hội đạt hàng triệu lượt thích cụ thể phân cảnh nhân vật hàn đình hứa khải bắt lấy áo khoác bằng một tay và lên xe gây bão khắp các trang mạng xã hội vì quá ngầu theo đó từ khóa Hàn Đình bắt áo khoác bằng một tay trở thành xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội đâu hiên. Các video của hứa khải trong phim nhận hàng trăm nghìn lượt thích từ cư dân mạng. Phim em đẹp hơn cả ánh sao, hứa khải căng thẳng diễn cùng đàn chị. Phim em đẹp hơn cả ánh sao, hứa khải căng thẳng diễn cùng đàn chị. Truyền thông xứ chung đánh giá cao hứa khải trong phim mới. Dù mô típ tổng tài bá đạo và nàng lọ lem đã không còn xa lạ trong phim nhưng hứa khải vẫn khiến khán giả sao xuyến mỗi lần xuất hiện. Phong thái đĩnh đạc, ánh mắt cương nghị và diễn xuất tốt của nam diễn viên sinh năm 1995 tái hiện sinh động hình tượng tổng tài Hàn Đình từ trang giấy lên màn ảnh. Hợp với hình tượng tổng tài là thế, ít ai biết hứa khải từng e ngại và từ chối nhiều kịch bản ngôn tình có thể loại tương tự anh chia sẻ bản thân từng không thích đóng dạng vai kiểu này vì sợ bị đóng khung nhưng nhân vật hàn đình đã thu hút anh khi từ lần đầu tiên đọc kịch bản hứa khải đã đặt ra những quy tắc cho bản thân khi hóa thân vào nhân vật này thư giãn tự tin quyết đoán và kiên quyết trong nhiều cuộc trò chuyện về nhân vật hàn đình anh luôn nhấn mạnh tầm vóc và sự phát triển của một tổng tài phi thường nhưng hình tượng Hứa Khải ngoài đời lại trái ngược với trên màn ảnh. Trong cuộc sống cá nhân, Hứa Khải vô cùng giản dị từ phong cách ăn mặc đến ăn uống. Khán giả nhiều lần bắt gặp nam thần ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi để ăn mì. Với niềm đam mê ăn uống, Hứa Khải từng bị fan trêu chọc không cho ăn hamburger vì sợ anh chàng mập lên khi đang quay phim. Tính cách giản dị hòa đồng giúp hứa khải được bạn bè đồng nghiệp yêu mến người hâm mộ hy vọng bộ phim em đẹp hơn cả ánh sao có thể giúp hứa khải tiến xa hơn trên con đường diễn xuất loại ảnh đẹp ngất ngây của hứa khải trong em đẹp hơn cả ánh sao vào vai tổng tài trong phim em đẹp hơn cả ánh sao hứa khải khiến mọt phim mê mẩn với ngoại hình như bước ra từ tiểu thuyết Đường đua phim Hoa ngữ tháng 7 rộn ràng hơn bao giờ hết với sự trở lại của nhiều tên tuổi lớn. Bên cạnh trường Tương Tư hai của Dương Tử, Độ Hoa Niên của Trương Lăng Hách, bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính hiện chiếm ưu thế trên các bảng xếp hạng phim truyền hình. Cụ thể, phim đang chứng minh sức hút khi liên tục gặt hái nhiều thành tích tốt. Theo Vân Hợp, số lượng người xem mỗi ngày của phim cán mốc 40 triệu một ngày, dẫn đầu các phim đang chiếu hiện nay. Netizen xứ chung dự đoán, em đẹp hơn cả ánh sao sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí. Phim có rating cao nhất năm 2024 của Đài Hồ Nam. Em đẹp hơn cả ánh sao, hứa khải gây bão chỉ với một hành động. Em đẹp hơn cả ánh sao, hứa khải gây bão chỉ với một hành động. Truyền thông xứ chung đánh giá thành công của phim phần lớn đến từ diễn xuất tự nhiên và ngoại hình vượt trội của bộ đôi hứa Khải và Đàm Tùng Vân. Sau hơn 14 tập phim, vai tổng tài của hứa Khải tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Sở hữu chiều cao 1m88 và khuôn mặt góc cạnh, nam diễn viên khắc họa thành công một vị tổng giám đốc tinh anh, quả quyết ngoài những bộ âu phục lịch lãm thường thấy trang phục đời thường khiến nhân vật hàn đình trở nên sống động hơn trong mắt khán giả khác với hình ảnh những tổng tài bá đạo thường thấy trên phim vai diễn hàn đình khiến khán giả cảm nhận anh là một quý ông thực thụ luôn lịch sự với người khác tôn trọng người lớn tuổi săn sóc và bảo vệ nữ chính kỷ tinh bên cạnh đó Phản ứng hóa học bùng nổ của bộ đôi diễn viên chính khiến khán giả tan chảy. Với tranh lệch chiều cao đến 26cm, đàm tùng vận trở nên nhỏ bé bên cạnh hứa khải.